Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 2, tập 1, chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài có thể, chắc chắn và không thể. Mẫu bạn lấy một khối lập phương. Bạn Vinh lấy được một khối lập phương màu đỏ. Rồi, còn bạn này thì sao? Có thể, chắc chắn hay là không có thể, bạn Bích lấy được một khối lập phương màu đỏ. Còn bạn này thì sao? Không lấy được một khối lập phương màu đỏ. Và thì bạn này thì trong này thì chúng ta thấy là hầu hết là khối lập phương. Nhưng mà đây là khối lập phương màu tím. Được không? Đó, khối lập phương màu tím. Như là Vinh lấy được một khối lập phương màu đỏ bao nhiêu? Như là chỗ này là lấy bao nhiêu? Như vậy chúng ta không lấy được khối nào hết, tại vì trong này là màu tím chứ không phải là màu đỏ. Trong này cho nên chúng ta không có không bao giờ chúng ta lấy được cái màu đỏ hết. Cho nên là không thể. Này chúng ta lấy là không thể. Không thể. Tại vì trong là ít nhất phải có màu đỏ thì chúng ta mới lấy được, chứ bây giờ toàn là màu tím không mà sao chúng ta lấy được. Lấy đâu ra có lấy nè. Rồi Bích lấy được một khối lập phương màu đỏ. Như vậy trong này có một hai loại khối, khối lập phương màu tím và màu đỏ thì có thể nè, có thể lấy được. Có thể nhiều khi là chúng ta lấy màu tím, nhiều khi chúng ta có thể là lấy màu đỏ, nên là có thể. Có thể lấy được khối lập phương màu đỏ. Còn Hùng thì sao? Lấy được khối lập phương màu đỏ như là chắc chắn. Chắc chắn, tại vì đây là toàn màu đỏ hết mà. Chúng ta nhắm mắt hoặc không nhắm mắt gì chúng ta sẽ cũng lấy được là khối lập phương màu đỏ hết. Như vậy chúng ta sẽ thứ nhất là có thể, chắc chắn và không thể. Không thể là chúng ta là có nghĩa là ở trong đó thì cái vật hoặc là cái gì đó chúng ta muốn lấy hoặc cái gì đấy nó không có trong đó thì chúng ta sao là sao mà cho nên chúng ta không có lấy được, cho nên nó là không thể lấy được. Cũng giống như vừa chúng ta về nói về nhảy xa đi, được, nhảy xa đi, chúng ta không thể nhảy được là 5 mét ví dụ vậy, làm sao chúng ta nhảy được nè. Rồi chẳng hạn như về chúng ta về nói về chữ có thể. Có thể ví dụ như giờ chúng ta sẽ nhảy được mét rưỡi đi, mét rưỡi hoặc là 2 mét, 2 mét, mét rưỡi. Ví dụ mét rưỡi thì chúng ta có thể là có bạn thấp bé con thì nhảy không tới, nhưng mà các bạn cao lớn hơn thì có thể là nhảy được hơn mét rưỡi nữa. Thì đó chúng ta cũng chỉ dùng là có thể. Có thể. Còn chắc chắn, chắc chắn ví dụ như chúng ta có thể là nhảy qua 1 mét thì không, thì đó là chắc chắn, ai cũng nhảy được qua 1 mét. Đó là điều chắc chắn. Nó qua bài số 1. Có thể, chắc chắn hay là không có thể. Trong này chúng ta sẽ có là 3 cái thẻ. Cái thẻ này là ghi là 40, cái thẻ này là ghi là 60 và cái thẻ này ghi là 50. Bây giờ chúng ta bóc qua thẻ được chọn có số trồng trọc. Như vậy thì chúng ta ghi cái gì đây? Có thể, chắc chắn hay là không thể? Có thể được chọn. Như vậy là số trồng trọc. Trong này tất cả là đầy số trồng trọc. Tất cả đầy số trồng trọc thì chúng ta là ghi là chắc chắn. Nè, chắc chắn là vừa có nhắm mắt hoặc là mở mắt gì chúng ta cũng bóc ra được một con số. Một con số thì đó là số trồng trọc. Tại vì toàn là ba con số này đều là số trồng trọc hết. Cho nên ngay nhà chỗ này thì chúng ta ghi là chắc chắn. Rồi, thẻ được chọn là số 70. Như vậy là có thể. Không có thể. Không thể. Tại vì trong này không có số 70. Không thể nha. Thẻ được chọn số 50, trong này có số 50 có thể. Có thể.
Tại vì nhiều khi chúng ta có thể là bốc xuống 40 hoặc là 60 hoặc là 50 có thể. Rồi bài số 2, trò chơi tập tòng vong. Nhóm chơi hai người. Người đố giáo cái khối lập phương trong lòng bàn tay và nắm lại rồi hát. Tập tầm vong, tay không tay có, tập tầm vó, tay có tay không, tay nào có tay nào không. Người đoán chỉ một tay của người đố, nếu đoán đúng người đoán sẽ trở thành người người đố. Rồi trò chơi tiếp tục. Thì cái này thì có nghĩa là chúng ta cầm một cái rồi chúng ta đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, một bạn kia thì đoán coi cái cục nó nằm ở tay nào. Đã. Thì đoán đúng thì người người đoán đã. Nếu đoán đúng thì người đoán sẽ trở thành người đố. Đã. Còn nếu đoán sai thì cái người đó làm tiếp. Như vậy trong này thì chúng ta nếu như chúng ta cầm hai cái bàn tay như thế này thì 50 xác suất 50% bên này và 50% bên này. Có nghĩa là nếu như ta chỉ bên này đúng, nói chung là 50% chia đều cho hai 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 tay nha, xác suất là 50% thì chúng ta sẽ đoán đúng. Thì trong này nếu như vậy thì hai tay này thì chúng ta sẽ sử dụng từ chắc chắn, không thể hay là có thể. Chắc chắn là không không được rồi, chắc chắn là không được. Thì nếu như ta chỉ bằng bằng này thì có thể là năm bằng này, không không chắc chắn, không chắc chắn đúng và không thể là không được, tại vì có nó chỉ nằm trong một trong hai bàn tay này thôi. Trong hai cái bàn tay này thôi. Như vậy là không thể là không được, có thể, cái này là có thể. Đã. Có thể là chúng ta đoán đúng, có thể là chúng ta đoán sai. Rồi như vậy thì chúng ta qua cái phần hoạt động thực tế. Anh tập dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể khi nói chuyện với người thân. Chúng ta ví dụ như chúng ta chiều này chúng ta đoán là chiều này 6 giờ mưa thì có thể không, có thể xảy ra, có thể không xảy ra. Như vậy thì trong này chúng ta sẽ sử dụng là từ là có thể, có thể. Còn chắc chắn thì không không được, biết đâu được. Ví dụ như chúng ta kết luận là chiều này không mưa nhưng mà chiều nay nó mưa thì sao? Đó. Hoặc là chiều này chúng ta nói là có mưa nhưng mà chiều không mưa thì sao? Được. Rồi chúng ta nếu như dùng từ chữ là không thể là cũng không được. Chiều này không thể mưa nhưng mà nó có mưa. Chúng ta sẽ dùng từ từ là có thể. Chiều này là có thể mưa hoặc là không mưa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.